Hôm nay khoảng đầu tháng 4, Tấn Phát có dịp đi ngang qua dự án căn hộ Vina 2 Panorama. Thì hôm nay Tấn Phát xin chia sẻ đến quý anh chị và các bạn về tình hình xây dựng của dự án Vina 2 Panorama. Thì hiện tại dự án này đã cất nếp rồi và dự kiến là tầm khoảng tháng 5 đến tháng 6 này là bàn giao đó anh chị ạ. Thì hôm nay mời quý anh chị và Tấn Phát đi tham quan thực tế xung quanh của dự án này nha. Đó anh chị có thể xem ạ. Hiện tại dự án này đã hoàn thành xong rồi đó anh chị. Và hiện tại Tấn Phát thấy những anh chị đang làm vỉa hè đó anh chị nha. Đó. Cơ bản là đã hoàn thành xong rồi. Thì chuẩn bị bàn giao đó anh chị nha. Thì sẵn tiện đây Tấn Phát sẽ chia sẻ đến anh chị rồi thông tin dự án này để anh chị có thể nắm bắt luôn ạ. À. Dự án này có tên là Vina 2 Panorama. Chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina 2. Địa chỉ là 124 khu tái định cư Đơ Đông, Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích khuôn viên là 2.526 m². Quy mô là gồm có một tòa tháp cao 20 tầng và một tum. Số lượng căn hộ là 262 căn. Loại sản phẩm là căn hộ và shop house. Diện tích dao động là từ 33.5 m² đến 106 m², gồm các loại hình căn hộ, ví dụ như căn hộ studio, căn 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Đơn vị thiết kế là công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc công trình Việt Nam. Đơn vị thi công là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vina 2. Thời gian sở hữu căn hộ này là pháp lý sổ hồng sở hữu lâu dài nha anh chị. Ở tầng 1 là gồm có 10 căn hộ thương mại và dịch vụ. Tầng 2, 3 và 4 là bãi đổ xe, không gian sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 5 đến tầng 20 là gồm có 252 căn hộ. Còn tầng tâm là khu bể bơi vô cực, dịch vụ và kỹ thuật đi kèm. Đó thì anh chị có thể xem qua clip và cảm nhận về dự án này hả? Thì dự án này tương đối là hình hoàn thành xong rồi nha. Phía trước căn hộ này là có sông Hà Thanh. Thì sông Hà Thanh này sẽ điều hòa khí hậu mát mẻ của anh em đó anh chị. Và gần trường đại học FPT, gần nhà ở xã hội An Phú Thịnh nữa. Đó. Nên khu này khá là tiềm năng luôn anh chị nha. Thì quý anh chị nào đang quan tâm đến căn hộ này thì có thể kết nối trực tiếp đến Tấn Phát nha. Xin cảm ơn ạ.